Ngày 5 tháng 11, chính quyền xã Diên Thành, Yên Thành, Nghệ An xác nhận hai vợ chồng Đặng Ngọc Xíu 39 tuổi và Đặng Thị Phương Chi 35 tuổi cùng trú xã Diên Thành vừa bị công an tỉnh Nghệ An bắt vào ngày 3 tháng 11 để điều tra liên quan đến vụ việc đưa người ra nước ngoài trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh. Được biết, trước đây Xíu từng đi lao động tại Liên Xô. Do có quen biết nhiều người ở nước ngoài và quen đường đi lại nên Xíu cùng vợ đã nhận đưa người ra nước ngoài rồi trốn đi các nước khác lao động. Nhiều gia đình có con mất liên lạc ở Anh đang từng ngày lo lắng mỏi mòn chờ tin tức từ cơ quan chức năng. Xíu trước đây đi lao động ở Liên Xô nhưng đã về khoảng 7 năm trước. Ở nhà Xíu làm cùng quán với em trai ở thị trấn Diễn Châu và trên địa bàn huyện. Xíu cùng vợ nhận đưa người ra nước ngoài, lãnh đạo xã Diên Thành nói và cho biết, kinh tế của gia đình Xíu thuộc diện khá giả của địa phương. Ở địa phương, vợ chồng Xíu được đánh giá hiền lành, có con đang nhỏ. Hai vợ chồng không làm nghề gì khác chỉ làm giúp quán cho em trai và đưa người đi nước ngoài. Chia sẻ với phóng viên vào ngày 4 tháng 11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, liên quan đến vụ phát hiện 39 người chết trong container trên đường nhập cư trái phép vào Anh, cơ quan này đã nhận được trình báo của 24 gia đình báo mất liên lạc với người thân khi đang đi nước ngoài. Nhiều gia đình đã lập bàn thờ vì được cảnh sát Anh thông báo con họ nằm trong số 39 nạn nhân ở Anh. Mấy ngày sau, ba gia đình rút đơn trình báo vì liên lạc được với người thân khi đang ở nước ngoài. Từ trình báo của các gia đình có người thân mất liên lạc, ngày 2 tháng 11, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Ngày 3 tháng 11, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan, trong đó có hai vợ chồng Xíu để điều tra vụ việc. Bước đầu cả 8 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội ban đầu của mình. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra.